Dài các bạn ơi. Sau khi một hồi mình nướng nó đã vàng, bắt đầu bây giờ mình sẽ quét một lớp mật ong lên các bạn nhé. Đây, đây là mật ong nhé. Để cho cái va da nó có được độ thơm và nó vàng hơn các bạn ạ. Đấy, uầy, cái da này có vẻ giòn đấy. Đấy, mình quét lớp mật ong lên, nó sẽ óng ả hơn các bạn nhé. Tại vì nếu các bạn xem video vậy thôi, cái màu nó không được đẹp. Tại gà nó đen. Tại vì gà nó đen các bạn nhé, nên là không được đẹp cho lắm đâu. Quan trọng là ra hương vị của nó thôi nhá. Đấy, quét lên. Nhìn nó ngả màu ngay các bạn ạ. Đây nó vàng lại liền. Đó, nó vàng lại luôn các bạn. Đấy. Rồi mình chỉ cần quét cái lưng của nó thôi, cái da, phần da của nó thôi. Bên cho cái đùi á. Cái đùi cho nó. Thơm á, quét mà ông cái đó thơm liền luôn á. Đó. Như đây thôi các bạn nhá. Bỏ bê hết đi. Thôi. Nhìn chi. Sao anh không quét cái bụng luôn? Này nè, hồi nãy quét cái này nữa nè. Đây là cái trứng của nó các bạn này. Mình lần đầu tiên được thưởng thức trứng gà đen nhá. Chưa chắc được nhỉ. Cái này còn đỏ đỏ đây. Chưa chín rồi. Những cái bụng nữa là ok rồi. Áp phê luôn. Các bạn, để sau một hồi mình nướng thì con gà đã bắt đầu nó chín rồi các bạn nhá. Rất là thơm. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Đây. Đấy. Trứng đây. Trứng đen. Trứng đen luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ mời ra lấy ra mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Cho vào đây. Đấy. Đây là gà đen các bạn ạ. Không biết là có phải giống gà trên Tây Bắc hay không. Nhưng mà thịt nó đen các bạn. Đó. Đây. Đây là nước chấm nhá. À, có lá chanh này, có muối ớt thế thôi. Bắt quất vào nhá. Đó. Rồi đánh lên. Ui. Thơm quá à. Chảy nước miếng luôn các bạn. Thêm tắc đi. Thôi được rồi, nhiêu đây được rồi. Đây. Mình sẽ thưởng thức cái đùi nhá. À không. Đây các bạn. Lần đầu tiên mình được ăn trứng nướng các bạn nhá. Trứng nướng là theo kiểu này này. Đây là quả trứng nướng của gà đen nhá. Đây. Mình cắn thử miếng nha, chấm. Ôi. Cảm giác chưa được thử bao giờ. Đây, đến thịt nhá.
Hay. Đến cái đùi mình sẽ thưởng thức cái đùi trước. Xét được không? Dài. Ôi, vậy? Dài. Dài các bạn ơi. Ui rồi. Đấy. Đấy cái đùi nhá. Mời các bạn thưởng thức gà đen Tây Bắc nhá. Nhưng mà ở Sài Gòn các bạn không biết đây phải gà đen chuẩn Tây Bắc không? Đây lấy nhét đây kìa. Đây. Mời các bạn nhá. Wow. Nó dài các bạn. À, xôi. Nè, đầu tiên ăn gà đen nướng nhá. Không biết là phải ăn gà Tây Bắc hay không. Trời nắng vậy. Nó không dai lắm các bạn. Ăn vừa 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 tầm. Người ta bảo gà này còn non mà. Non mà có trứng à? Ừ. À. Đây. Chỉ cần đơn giản này thôi, không cần phải màu mè gì nhiều các bạn. Đây mời các bạn nhá, miếng lưỡi nhá. Ngon. Mình sẽ thưởng thức cái da cho bạn xem. Da vừa nãy mình để mật ong á. Đây. Nhưng mà nêm có vừa ăn không ạ? Vừa. Đây là cái da của nó đây. Đây. Mời bạn nha. Ui. Vừa nó giòn. Béo. Đây là miếng ức của nó rồi các bạn. Ức. Máy bay kêu chắc là hơi ồn. À, đây. Chắc là mình sẽ phải dừng video tại đây thôi các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ có nhiều video ở cái chỗ này cho các bạn xem. Rồi, bye bye các bạn nhé.